Lễ hội đình làng Vũng Chung truyền thống hàng năm là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của người làng quê Việt với biểu tượng đặc trưng chính là đình làng, nơi thờ phụng thánh Cao Sơn Quý Minh Đại Vương và thờ những người con, người có công khai hoang lập ấp, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện nét đẹp văn hóa độc đáo hướng về cội nguồn tổ tiên của người dân Vũng Chung nói riêng, của người dân Vũng Thượng nói chung. Kính thưa quý vị, lễ hội cũng là dịp hội tụ của những người con quê hương và đón những người con xa xứ trở về, là ngọn lửa tỏa sáng hồn quê, soi cho muôn lớp con cháu hôm nay và mai sau biết trân trọng, gìn giữ bản sắc, cùng một lòng dốc sức xây dựng quê hương. Kính thưa quý vị, để mở đầu chương trình cho lễ hội ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý sẽ hướng về lễ hội để đón xem chương trình văn nghệ. Mở đầu cho chương trình văn nghệ hôm nay, xin mời quý vị đại biểu, khách quý, chúng ta hãy đến với bài múa được mang tên Hội Làng, do câu lạc bộ văn nghệ Hoa Sen đến từ phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên biểu diễn. Trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hãy subscribe.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.